Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa tái khẳng định khi phát biểu với cư dân ở Niedergostorp thuộc bang Brandenburg rằng Đức sẽ không gửi cho Kiev tên lửa hành trình Taurus có tầm bắn lên tới 500 km, loại tên lửa có thể phóng tới thủ đô Moscow từ lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh mình sẽ bám chắc lấy lập trường này. Vị Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh thêm nhu cầu tìm kiếm phương thức giải quyết hòa bình xung đột Nga-Ukraine. Đã đến lúc nghiên cứu các khả năng cho vấn đề này. Tuy nhiên, ông Scholz không đồng ý với quan điểm cho rằng đàm phán hòa bình có thể trở thành phương án thay thế cho sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine. Theo ông, ý tưởng đó là ngây thơ. Kiev từ lâu đã đề nghị Berlin chuyển giao cho họ các tên lửa hành trình Taurus, loại tên lửa được so sánh với Storm Shadow của Anh, đã được chuyển cho Ukraine tên lửa của Đức có tầm bay xa hơn tên lửa của Anh. Trước đó, Đức đã cập nhật danh sách các vũ khí họ đã chuyển giao cho Ukraine, bao gồm 22 chiếc xe tăng Leopard 1A5 có kèm linh kiện dự phòng, 3 hệ thống phòng không tự hành Leopard, UAV và những vũ khí khác. Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine chỉ sau Mỹ. Có thông tin cho hay, Đức có kế hoạch phân bổ 397 triệu euro viện trợ quân sự ngắn hạn cho Ukraine. Trong khi đó, Nga liên tục nhắc nhở rằng chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi được quyết tâm của Nga hoặc thay đổi được cục diện xung đột Ukraine. Quân đội Belarus được trang bị các tổ hợp phá phản lực Polonets cực kỳ lợi hại. Theo một số nguồn tin, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km nhờ tên lửa dẫn đường công nghệ cao. Một loại vũ khí như vậy, theo nhận xét sẽ rất hữu ích đối với quân đội Nga trên chiến trường để tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine nhưng Minsk không thể chuyển giao chúng cho Moscow. Tuy nhiên, hiện các chuyên gia quân sự Belarus đang huấn luyện binh sĩ Nga vận hành hệ thống phá phản lực phóng loạt MLRS tầm xa và có độ chính xác cao cỡ nòng 300mm. Thông tin trên được một chuyên gia quân sự và nhà báo, đại tá người hưu Victor Baranes cho biết trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ Benta. Một vài dữ liệu đáng chú ý đã xuất hiện. Nhà phân tích lưu ý rằng Belarus hiện đang dạy binh sĩ Nga cách sử dụng hơn nữa, điều này đang diễn ra ngay tại thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện tại thao trường Asuluk ở vùng Astrakhan, biên giới giáp Kazakhstan. Ông baranet gọi Polonez MLRS là một tổ hợp đáng sợ và là một hệ thống vũ khí xuất sắc. Polonez MLRS bắn tên lửa cỡ nòng 301 mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển. Tên lửa của Polonet được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polonet M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh nặng 140 kg. Đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700 m một giây, ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ, khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonets có bán kính sai số từ 30 đến 45 m khi bắn ở tầm bắn tối đa, mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ khoảng từ 1,5 đến 10 m Tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonets cơ sở là 50 km và 120 km đối với Polonets M. Các bệ phóng Polonets được đặt trên khung gầm cơ động hạng nặng MZKT-7930 8 x 8 do nhà máy máy kéo bánh lốp Minsk sản xuất. Các phương tiện truyền thông khi phân tích về đặc điểm của Polonet đã so sánh nó với các thiết bị do Mỹ sản xuất. Cụ thể là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS M142 có thể bắn tới 6 tên lửa với đầu đạn nặng 91 kg, tầm bắn lên tới 80 km. Một hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC MS MGM 140 có đầu đạn nặng từ 160 kg đến 560 kg tầm bắn lên tới 300 km. Vấn đề nằm ở chỗ, Polonets MLRS sử dụng tên lửa do Trung Quốc sản xuất. Điều đó có nghĩa là việc chuyển giao phải có sự cho phép từ Bắc Kinh. Nhưng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ vì họ không muốn hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ với phương Tây. Điều đáng chú ý tiếp theo là chủ đề về khả năng chuyển giao tổ hợp Polonets MLRS cho Nga đã hơn một lần được nêu ra, đặc biệt là sau khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong thời gian qua tại Kiev, Họ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ trước những thông tin liên quan tới việc Nga có thể nhận vũ khí từ Belarus, đồng thời vận động Mỹ và các đồng minh phương Tây gây sức ép lên Bắc Kinh để điều này không xảy ra. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết vừa qua, không quân nước này đã phát hiện một vật thể bay không xác định tiếp cận biên giới Latvia, Belarus và vượt qua biên giới gần quận Kraslava. Sau đó, các chiến đấu cơ của phái bộ tuần tra không phận NATO đã được lệnh cất cánh để chặn vật thể lạ. Sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ, các máy bay này đã quay trở lại căn cứ. Sau đó, hãng thông tấn Leta đưa tin các thiết bị giám sát không phận đã xác định vật thể bay không xác định chỉ là một đàn chim. Loài chim cụ thể chưa được công bố. Thủ tướng Latvia Evika Silina nhấn mạnh người dân cần được biết thông tin khi có vật thể lạ tiếp cận biên giới quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Prus xác nhận các chiến đấu cơ được lệnh xuất kích do ban đầu họ không thể xác định được vật thể đó là gì. Trước sự việc này, Bộ Quốc phòng Latvia đã kêu gọi người dân báo cáo ngay lập tức bất kỳ vật thể hoặc hoạt động đáng ngờ nào xuất hiện ở biên giới bằng cách gọi đến đường dây nóng khẩn cấp quốc gia. Trước đó, hai quốc gia thành viên NATO là Romania và Latvia đã điều tra các trường hợp máy bay không người lái UAV của Nga xâm nhập hoặc rơi trên lãnh thổ của hai nước này. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thông báo một thiết bị bay không người lái quân sự của Nga đã bị rơi trên lãnh thổ nước này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Latvia, chiếc UAV nêu trên đã bay vào không phận của nước này từ Belarus, đồng minh thân cận của Nga và bị rơi tại thành phố Rezikne. Còn Bộ Quốc phòng Rumani thông báo, hệ thống giám sát bằng radar của Rumani cũng phát hiện theo dõi đường đi của UAV xâm nhập vào không phận quốc gia này và sau đó đi về phía Ukraine. Romania đã điều hai chiến đấu cơ F16 để theo dõi sự việc. Người dân tại khu vực Tunisia và Constanta được cảnh báo tìm chỗ trú ẩn. Hai vụ việc trên khiến giới chức hai nước kêu gọi thực hiện các biện pháp phối hợp để ngăn chặn các sự việc xâm nhập trên không của Nga. Tổng thống Latvia, Edgars Rinkevics, cảnh báo số lượng vụ việc xâm nhập đường không đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và kêu gọi khối quân sự này phải cùng nhau giải quyết tình hình. The Hill mới đây đưa tin Sở Mật vụ Mỹ đã công bố kết quả điều tra nội bộ về vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt trong cuộc meeting ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7. Đáng chú ý, báo cáo cho thấy nhiều sai sót của cơ quan này trong sự vụ kể trên. Cụ thể, Sở Mật vụ Mỹ đã chỉ ra nhiều lỗ hổng trong kế hoạch từ chuỗi chỉ huy và phân chia nhiệm vụ không rõ ràng giữa nhân viên mật vụ với lực lượng an ninh địa phương, cũng như không bảo đảm liên lạc thông suốt giữa các đơn vị dùng bộ đàm ở giải tần số khác nhau. Đánh giá nội bộ của cơ quan bảo vệ tình nhuệ phát hiện ra rằng các đặc vụ đã không sử dụng công nghệ có thể phát hiện ra kẻ tấn công khi hắn điều khiển máy bay không người lái bay qua địa điểm tổ chức cuộc biểu tình nhiều giờ trước đó. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết một số nhân viên không tuân thủ quy trình của sở mật vụ. Đội an ninh của ông Trump cũng không hề biết cảnh sát đang điên cuồng tìm kiếm một người khả nghi cho đến khi có tiếng súng nổ vào đám đông. Những sai sót này khiến ông Ronald Rowe, giám đốc tạm quyền của Sở Mật vụ, kêu gọi thay đổi cách làm việc của cơ quan này khi thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh. Ông Row cũng không ngần ngại tự bày tỏ, đây là thất bại của Sở Mật vụ Mỹ, chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong sự việc hồi tháng 7 và rút kinh nghiệm để đảm bảo không phạm sai lầm trong tương lai. Một số thành viên đã rất chăm chỉ, nhưng một số người cũng chủ quan dẫn tới vi phạm quy trình. Sở Mật vụ Mỹ cho biết cuộc điều tra hiện sẽ chuyển sang giai đoạn giải trình nhằm xem xét hành vi của từng nhân viên và có thể bao gồm hành động kỷ luật hoặc sa thải. Cựu giám đốc sở mật vụ Kimberly Chiro trước đó đã phải từ chức vì những sai sót của cơ quan này trong vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler. Những sai sót của mật vụ Mỹ trong vụ việc còn khiến hai người bị thương và một người tham dự cuộc meeting thiệt mạng. Trong khi đó, ông Trump bị thương ở tay. Gần đây, ông Trump cũng suýt bị ám sát lần thứ hai tại sân golf ở West Palm Beach bang Florida bởi nghi phạm Ryan Wesley Ruth. Một nhân viên mật vụ đã phát hiện nghi phạm và nổ súng. Nghi phạm lái ô tô bỏ trốn trước khi bị bắt ở hạt Martin gần đó.